Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đây là một cái bộ sản phẩm. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là một bộ sản phẩm, đây là một bộ sách của anh Donald Trump. Đây, tổng thống Hoa Kỳ nha các bạn. Đây. Anh Donald Trump anh đóng góp được chỉ có được 2 cuốn thôi các bạn. Còn lại thì các anh khác. Đây. David Linda, Gail Roth như nè. Dale Seton, đây là các một cuốn nè. Đầu tư bất động sản, Donald Trump chiến lược đầu tư bất động sản, marketing căn bản, 100 lời khuyên đầu tư bất động sản căn bản, nghĩ lớn để thành công của anh Donald Trump. Phiên âm tiếng Việt là anh Đỗ Nam Trung nha các bạn. Đây là một bộ sách, đây mình mới mua đây. Bộ sách rất là có lý về đầu tư bất động sản marketing. Đây, Trump University. Đây là một bộ sách chắc nằm trong Đại học Trump nè, University, Đại học Trump. Đây là một cuốn sách mà các bạn nên tham khảo các bạn ha. Đây. Giá biển sách này là 149.000. Đây, mình cũng mới mua các bạn. Mới mua, mới review luôn, chưa coi luôn. Mở ra cho các bạn coi. Đây, Donald Trump luôn, chiến lược đầu tư bất động sản. Thì như các bạn đã biết thì anh Donald Trump của mình thì ảnh giàu lên từ bất động sản các bạn, 129.000. Đó, làm thế nào đầu tư bất động sản như anh Donald Trump. Đây. Đồng sáng lập viên, người tập sự, đồng thời là phó giám đốc kiêm cố vấn cho tổ chức Trump Organization. Đây. Nè. Marketing cơ bản. Thì để bán được sản phẩm bất động sản thì marketing là một cái việc mà căn bản thôi. Đây, marketing căn bản, marketing 101. Đây. Đây là một của tác giả Don Sutton. Cũng thuộc dạng bộ sách của trong Trump University luôn. Đây, sách này 199.000, gần 200k. Đó. Giáo sư chuyên ngành thuộc Đại học Columbia và chủ tịch của Arrow Group. Ông được tặng giải thưởng. Đó, làm việc rất nhiều công ty nổi tiếng. Phong cách của Trump. Đây, tiếp tục là cũng Trump University. Đây, mua sách. Cái chỗ mình mua sách này người ta đàng hoàng lắm bạn, người ta lịch sự dễ thương lắm, người ta bao cho mình kỹ luôn. 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Đây, bài học kinh nghiệm của những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Đây là một cuốn sách mà của anh Donald Trump mình viết nè. Đó, hiện là đương kim tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. 100 lời khuyên bất động sản, rất nhiều các bạn, những nguyên tắc của anh Trump mình. Đó, sách này của công ty của phần Alpha, 139k. Đây. Rồi còn hai cuốn nữa, bất động sản căn bản. Cái này mình không biết có bài review trên mạng là nói là nên đọc sách nào trước không ta. Thường giờ sách đã bán theo dạng combo các bạn, nhất là dễ bán, thứ hai là nhiều khi nó có những cái mạch mà kiến thức á, nó bổ sung bổ trợ cho nhau á. Đó, Trump cơ bản, tác giả Gary Z. Đây, nhà đầu tư bất động sản thành công với 30 năm kinh nghiệm, là chuyên gia đầu tư bất động sản cho nhiều công ty thuộc top Fortune 500, giảng viên kinh doanh của Đại học Stanford và Đại học Virginia, đồng thời tác giả của những sách bán chạy về bất động sản. Đây, đầu tư và tài chính, 199k luôn. Đây, thì thôi, thì chung là cái nhung là mình, các bạn coi sơ qua các sách này rồi các bạn muốn đọc sách nào trước cũng được, theo mình thấy vậy. Đây là chắc sách mà các bạn nên đọc đầu tiên đấy bạn ơi. Nghĩ lớn để thành công thì làm bất cứ việc gì, khi mà các bạn thay đổi được cái tư duy á thì các bạn sẽ dễ thay đổi được những cái thứ khác. Tại vì mình thay đổi mình trước, người thay đổi ở ngoài sao. Đó, best seller nha các bạn, best seller. Đây là công ty First New. Đây, nghĩ lớn thành công. Đó, 100, giá bìa là 108.000. Đây, nên đọc này trước mà, theo mình là mình nghĩ là nên đọc này trước. Đó, ta giới thiệu cơ bản về anh Donald Trump của mình. Đó. Anh Trump rất hay. Nếu mà các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ để lại comment ở dưới video cho mình biết nha.
hoặc là để lại số điện thoại, mình sẽ chủ động mình liên hệ với các bạn và mình sẽ ship hàng đến cho các bạn. Nếu các bạn nào có thật sự có đam mê về cái bộ sách như thế này, ship code, nhận hàng và mới thu tiền. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye các bạn.